Cô chào các em. Âm nhạc hôm nay mình sẽ học tiết ôn tập. Mình sẽ ôn tập các bài hát và các bài đọc nhạc đã học ở học kỳ 1. Mình có 4 bài hát và 5 bài đọc nhạc. Cô mời chúng ta nghe và thực hiện lại các bài hát và đọc nhạc đã học. Mình vừa thực hiện vừa kết hợp vỗ tay nhé. Ơi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót vang hòa tựa như nói vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống. Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha. Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương long lanh vẫn còn đong trên lá, thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt trẻ thơ, cho từng khúc nhạc dịu êm. Như thời gian em đem theo tháng năm, như dòng sông we'll be right back.
hướng dẫn về nhà, mình sẽ học các nội dung trong đề cương ôn tập và thực hiện lại các bài hát và đọc nhạc đã học. Xin chào các em.